Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Hey, hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. Anh lớn đâu rồi nhỉ? Anh ơi, cứu anh với. Anh, hãy đi tìm cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Babylon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador. Hả? Anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới đây ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ? Sao mà nhiều bọ thế này? Cứu mời! Chuột chuối anh! Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi! Là chuột chuối anh! Đi nào Babylon. Quân lệnh. Đi lên nào Dobby. Giữ chặt cái thang đó. Dobby, để nó cho tôi. Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Không chơi với xà phòng. Ôi trời, nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm này đi. Đúng rồi. Tắm sạch hết bùn đất này đi nhá. Xa phòng tắm. Cứu cho con ơi. Gì cái gì? Xảy ra chuyện gì thế? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là voi bố. Nhà của tôi tràn ngập bong bóng xà phòng rồi. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với đống bong bóng xà phòng này vậy? Vào trong xem sao. Cửa lối nào nhỉ? Tay nắm cửa đây. Lạ thật đấy, tay nắm cửa đang chạy mất. Bắt được rồi. Mũi của tôi. Tôi xin lỗi. Đến đây, tôi tìm thấy cửa rồi. Bao bóng. Để đó cho tôi. Tôi sẽ thổi bay tất cả. Voi bố, anh ở đâu? Cuối cùng cũng voi bố. Bong bóng đã vào trong mắt làm tôi đau quá. Bong bóng có thể gây hại cho mắt của bạn. Hãy rửa sạch chúng ngay bây giờ. Tiếng gì vậy nhỉ? Các con của tôi vẫn ở trên tầng. Hãy cứu chúng. Anh ơi, anh đâu rồi? Voi em đang ở đâu? Hãy đi lên cầu thang. Sàn nhà nhiều bong bóng nên rất trơn. Babylon, chúng tôi cần một số dụng cụ chống trượt. Đã rõ. Dụng cụ chống trượt. Nó đây rồi. Nhìn đây. Hút bồn cầu ư? Nó làm việc tốt đấy. Kêu. Kêu rồi. Là tiếng của voi anh. Đáng sợ quá đi. Ôi không, cẩn thận. Ôi
Ba bà đã rất lo lắng đấy. Ôi không, cái chai trống rỗng rồi. Vì thế cho nên mới có nhiều bong bóng như vậy. Các bé, chơi với xà phòng tắm sẽ rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu không bao giờ làm thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, không nên chơi với xà phòng tắm, xà phòng rửa tay hoặc dầu gội đầu. Tất cả đều tạo ra rất nhiều bong bóng. Nếu chúng nhỏ giọt trên sàn, bạn có thể bị trượt chân và bị thương. Và nếu bong bóng chui vào mắt bạn, chúng có thể khiến mắt bạn bị cay, thậm chí tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều đó. Đừng ăn quá nhiều. Ơ, đừng ăn nữa em trai, em đã ăn nhiều quá rồi mà. Nhưng nó rất là ngon. Ăn nữa là em sẽ bị đau bụng đấy. Em muốn ăn nữa cơ. Ê, thôi nào, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Tiếng gì thế nhở? Hả? Ôi đó là quái vật. Em ơi, em trai. Em trai. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, em trai cháu bị quái vật giòn tan mất đi rồi, giúp cháu với. Quái vật giòn tan ư? Bọn chúng sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quái vật giòn tan mất em cháu vào rừng rồi. À, quái vật giòn tan ư? Chúng tôi không nhìn thấy. Có chuyện gì đó ở đây? Bobby, chúng ta hãy đi vào rừng để kiểm tra xem sao. Đã rõ. Lừa em. Chà, tôi không hề tin có quái vật. Bobby, nói cho tôi biết nếu anh nghe thấy bất kỳ âm thanh rắc rắc nào. Đã rõ, hãy tin vào tôi. Thấy rồi, đằng này. Ở đằng kia. Bắt được rồi. Nó chỉ là con bọ nhỏ thôi. Đợi đã, có một âm thanh rắc rắc khác. Ở đâu? Anh đang dẫm lên những miếng bim bim. Bim bim ư? Đó là vị thịt nướng. Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ âm thanh rắc rắc đó là do những miếng bim bim này. Rắc rắc, vậy là chính là nó. Hãy đi đường này. Đi đường nào đây? Là tiếng rắc rắc ở đằng kia. Nó là thật sự có một quái vật gió tán. Không, hãy tìm đến xem sao nào. Đó không phải là quái vật, đó là lừa em. Không. Có chuyện gì với cái bụng của cậu bé vậy? Nó to quá. Bụng của mình. Đi nào. Bụng của mình đau quá đi mất. Ôi không, bắt lấy cậu bé. Cháu đã ăn quá nhiều. Ôi không.
Đi nào. Ôi không, có một vách đá phía trước. Cả thân. Bụng của cháu đau quá. Đó là bởi vì cháu đã ăn quá nhiều. Đưa cậu bé đến bệnh viện thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, ngay cả khi có đồ ăn ngon, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Nó có thể khiến dạ dày và ruột của bạn phải làm việc quá sức, khiến bạn cảm thấy buồn nôn và tăng cân. Tất cả chúng ta cần phải có thói quen ăn uống lành mạnh. Các bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Ai đang theo dõi tôi? Đứng lại đây! Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Harry, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi. Lại là âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, bà ơi, bà có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát trở lại. Cảnh sát. Có ai đó đang theo cháu. Gì cơ? Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi. Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu.
đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Hả? À, cảnh sát. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ dẫn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây lại có ánh sáng? Không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi không? Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Cẩn thận khi đi bộ. Thật là buồn cười quá đi. Ê này con yêu, đi gần ba vào nhá. Thắng rồi. Cẩn thận gấu bố. Thật là đáng sợ quá đi. Gấu bố, anh không nên vừa đi vừa xem điện thoại. Vừa rồi anh rất may mắn đấy. Rõ, tôi hiểu rồi. Con yêu, đưa máy tính bạc cho ba nào. Con yêu, con trai của tôi mất tích rồi. Gấu bố, lần cuối anh thấy cậu bé là khi nào? Tôi cứ mãi nhìn vào điện thoại của mình nên không biết con tôi mất tích từ lúc nào nữa. Hãy quay lại con đường anh đã đi qua và tìm cậu bé. Gấu con ơi! Thì tôi sẽ xuống dưới rồi tìm cậu bé. Ông bố nông, ông có thấy gấu con đi quanh đây không? Không, tôi có thấy đâu. Nhìn này, vui quá đi. Đúng là vui thật đấy. Chạy ra, chạy lên đi. Cẩn thận, có cầu thang đi xuống đó. Tôi sẽ cứu các anh. Cẩn thận. Tốt quá, mọi người đều an toàn. Anh nên nhìn phía trước khi đi xe đạp. Nếu không, anh sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tôi xin lỗi. Từ giờ chúng tôi sẽ cẩn thận. Hả? Đây là gì? Đó là thẻ tên Lulu thú cưng của tôi. Lulu nó đi với con trai tôi. Vậy phải có dấu vết ở gần đây. Đi tìm chúng tôi. Ừ.
Đây là dấu chân của Lulu. Chúng đã đi theo hướng đó. Hả? Tớ xin lỗi Lulu, là lỗi của tớ. Tớ không nên nhìn máy tính bảng khi đi bộ. Ngấu con, ngấu con, cứu ơi. Âm thanh ở đằng kia. Con yêu Lulu, cứu con với. Đừng di chuyển, chú sẽ cứu các cháu ngay bây giờ. Cảnh sát trưởng Labrador, nắm lấy tay của chú, chậm thôi. Đồ con, này Dobby, kéo chúng tôi lên. Tôi cũng giúp một tay. Ba ơi, đáng sợ quá. Từ giờ chúng cháu sẽ quan sát được khi đi bộ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy luôn luôn để ý đường đi của mình. Đừng nhìn vào điện thoại hoặc chơi trò chơi với máy tính bảng khi đi bộ. Bạn sẽ mất tập trung trên đường và có thể gây ra tai nạn, tự làm mình bị thương hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Cuộc gọi từ người lạ. Con yêu, mẹ phải đi chợ bây giờ. Đừng mở cửa cho bất cứ ai nhé. Và không trả lời điện thoại nếu con không biết số đó của ai. Vâng ạ. Tạm biệt. Ồ, ai gọi nhỉ? Mình không biết số này. Mình không nên trả lời. Ồ, nếu đây là trường hợp khẩn cấp thì sao? Xin chào, đây là cừu con. Là một đứa trẻ. Xin chào cừu nhỏ, ba mẹ cháu có nhà không? Họ ra ngoài rồi ạ. Họ không có nhà. Tuyệt lắm. Ông là ai ạ? Ta là bác gấu, một người bạn của ba mẹ cháu. Cháu không nhớ ta à? Bác gấu ạ? Đúng vậy, bác cùng một bánh cho cháu đây. Wow, bánh ngọt. Để đợi bác ở ngoài không, bác sẽ đến ngay. Vâng ạ, được ạ, cháu đến ngay. Bác gấu. Cháu đây rồi, đi với bác nào. Con yêu, con đang ở đâu? Con ơi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi cừu nhỏ đã mất tích rồi, liệu bác giúp tôi. Sao cơ, chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang chơi với đất sét ở ngay đây. Nhưng con tôi đã biến mất khi tôi quay trở về. Đừng lo, để đó cho chúng tôi. Tất cả cửa sổ đều khóa từ bên trong. Và căn phòng không có gì xáo trộn. Hả? Có đất sét trên điện thoại, có vẻ như cừu nhỏ đã trả lời điện thoại. Pavlon, kiểm tra số này. Đã rõ. Không, là một cuộc gọi lừa đảo. Hả? Có lẽ cừu nhỏ đã bị lừa bởi cuộc điện thoại này. Pavlon, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Hơi đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn.
Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về một người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Hả? Phòng 602 tại trung cư cầu vũ. Làm ơn nhanh lên. Pablon, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Đưa của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Của tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này, cảnh sát ư? Chạy rồi. Đứng lại. Ê, này. Đứng lại. Đứng lại. Cái gì vậy? Dừng lại. Đứng lại ngay. Di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nha. Dừng lại ngay. Dobby, Pablon, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Bay. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cừu nhỏ, cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Cháu sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Thuốc không phải là kẹo. Yahoo! Hôm nay mình sẽ được đi chơi với các bạn. Cái gì đây nhỉ? Chắc đây là kẹo mới mẹ mua cho mình. Sao mùi vị nó lạ thế nhở? Thôi kệ, đến giờ đi chơi rồi. Sao mà ngừa thế nhở? Có chuyện gì thế này? Để lấy cho tôi. Tôi sẽ biến bạn trở nên thật tuyệt vời. Cái chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được mà. Cái kéo vào của tôi. Tóc của cháu. Có chuyện gì thế? Oh!
trưởng Labrador, có một con quái vật lông lá đuổi theo chúng tôi. Quái vật lông lá ư? Đáng sợ lắm luôn, nó đi hướng kìa kìa. Chúng ta đi nào. Mình không hiểu mình bị làm sao thế này. Bạn của mình không nhận ra mình mất. Bóng bay lớn đây. Gọi hết tất cả lại cho tôi. Đây. Thương đó. Đây, hoa quả của chú. Đóng gói xong rồi đây. Sao mà chóng mặt thế? Ở đằng kia. Dừng lại. Cái gì đây? Thuốc mọc tóc. Tôi hiểu rồi, cậu bé đã uống nhầm thuốc mọc tóc rồi. Như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta phải mang cậu bé tới bệnh viện ngay. Ôi, sao mà chóng mặt thế? Sao nhím nhỏ chưa đến nhỉ? Cậu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy nhớ không được ăn uống thuốc như ăn kẹo. Các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và đau bụng. Thậm chí tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Các vị phụ huynh cũng luôn nhớ để các loại thuốc ra khỏi tầm tay của trẻ con. Hãy nhớ những điều này nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hãy mau tới đón ạ. Thơm quá đi mất. Quay tay lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Hả? Cái đuôi của tôi. Mau lấy bình cứu hỏa.
Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua! Xin cho tôi qua! Dobby, bám chặt vào! Tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Wow, thật là tuyệt vời. Em biết như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Mắt của em. Ôi không. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bám chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Đóng ra, làm trẻ con.
Nhìn ngon quá. Này cháu, cháu có sao không? Đi phải chú ý chứ. Cảnh sát, họ không biết đâu, họ không biết đâu. Hả? Ô không, cáo con ơi, mẹ tìm con ở khắp nơi đấy. Sao con lại chạy ra đây một mình thế hả? Cảm ơn các chú cảnh sát nhé. Tạm biệt. Sao họ hành động kỳ lạ vậy nhỉ? Cứ sao sao ấy. Có lẽ có vấn đề gì ở đây rồi. Chúng ta thử theo dõi họ xem. Ơi, cẩn thận đấy. Con chọn đi nào. Ông muốn cái gì? Thôi mấy cái này. Không, mà đấy nhiều nọt lắm. Họ biến mất rồi. Ơi không, họ đi đâu mất rồi. Đi đường kia nào. Này, suýt nữa thì bị cảnh sát tóm được rồi đấy. Đừng có cằn nhằn. Hôm nay chúng ta phải bắt cóc được một đứa trẻ nào đó. Hai bánh vòng ạ. Xin lỗi cháu, chú vừa bán hết rồi. Mẹ ơi mẹ, con muốn ăn bánh vòng cơ. Cơ hội đây rồi. Xem đây. Thơm quá đi mất. Bánh vòng của tôi đâu? Lấy được rồi, giờ đến lúc diễn thôi, đi nào. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh vòng cơ. Wow, ngon quá, yummy yummy. Con yêu à, con cho bạn thỏ con một chiếc bánh đi nào. Của bạn đây. Wow, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị rất nhiều, cáo con thật là ngoan. tai của con to thật đấy. Sao con lại đi giày số to như thế kia? Ôi không, cô ta nghi ngờ chúng ta rồi. Con yêu à, con với bạn thỏ con cùng lái xe, đổi chơi đi chơi đi. Thỏ con, chúng mình đi chơi đi. Được thôi. Nút khởi động ở đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cẩn thận đấy, đừng đi xa nhá. Thỏ mẹ, váy của chị đẹp thật đấy. Cảm ơn chị, giày của chị cũng rất đẹp. Lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm nhá. Bọn trẻ con đâu rồi nhỉ? Cáo con, thỏ con. Thỏ con. Thỏ con đang ở đâu vậy? Chào chị nhá. Thỏ con. Thỏ con. Thỏ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Xin hãy mau giúp tôi tìm lại cháu bé với. Lần cuối chị nhìn thấy cháu là khi nào? Ở trước cửa hàng bánh vòng. Con bé chơi ô tô đồ chơi với cáo con ở đấy. Sau đó tôi đang nói chuyện với chị cáo đỏ thì... mà chị cáo đỏ đâu rồi nhỉ? Chị cáo đỏ cũng bị mất tích rồi. Có khi nào chính gia đình cáo đỏ kỳ lạ chúng ta gặp lúc nãy không? Ôi không, tôi nghĩ là họ đã bắt cóc thỏ con rồi. Con tôi. Vết lốp xe đồ chơi này. Đi nào. Cáo con, chúng mình đang đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà. Không có ai ở đây đâu. Cậu không về nhà được nữa đâu. Cáo con. Cáo con, phải gọi ta là ngài cáo. Chú đóng giả làm trẻ con á. Đúng vậy. Cháu biết không, chú cũng giả làm phụ nữ đấy. Đứng lại. Để cô bé yên. Ôi không, là cảnh sát, chạy đi. Cháu với. Này, đừng lo, cháu an toàn rồi. Con yêu. Con yêu. Mẹ ơi. Con yêu của mẹ. Đứng lại ngay. Đứng lại đó. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại sau nhá. Ôi không. Các anh không thoát được đâu. Cắt đuôi bọn chúng đi. Rẽ phải.
Các anh nên dừng lại. Họ sẽ bắt được ta mất để tôi lái cho. Tôi lái. Tránh ra. Nghe tôi đi hướng này. Nghe tôi đi để tôi. Xem tôi đây. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn đề phòng người lạ. Kể cả với các bạn nhỏ khác, các bạn phải luôn chú ý cẩn thận với những người mà chúng ta mới gặp. Không được nhận đồ vật mà họ đưa cho bạn, cũng không được đi theo họ, bởi vì rất có thể những người này đều là những kẻ bắt cóc. Hãy luôn ghi nhớ điều này nhé. Đừng dắt thú cưng của người khác. Mẹ sẽ đi mua kem cho con nhé. Con chờ ở đây ngoan, đợi mẹ quay lại, nhớ chưa? Vâng ạ. Đây là cơ hội tuyệt vời. Đến giờ biểu diễn thú cưng đáng yêu Lulu rồi. Bắt đầu nào. Ôi, trông bạn thật là đáng yêu. Em đây thôi. Chú ơi, Lulu là thú cưng của chú ạ. À? Trông nó đáng yêu quá. Quá đáng yêu ấy chứ. Ôi, chú phải đi vệ sinh bây giờ. Cháu có thể giúp chú chồng em Lulu một lúc được không? Vâng ạ. Thơm quá. Toby, đây là bánh quy cho thú cưng mà. Nhưng mà nó cũng ngon lắm. Dĩ nhiên rồi, mình tự tay làm mà. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador. Con tôi, cậu con bị mất tích rồi. Xin hãy tới giúp tôi. Gì cơ, chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi ban nãy vừa chơi ở đây, vừa mới chớp mắt một cái, tôi đã không thấy nó đâu rồi. Tôi phải làm sao đây? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Dobby, chúng ta hãy đi điều tra hiện trường. Không có ở đây, không có ở đây. Ở đây có dấu chân của cừu con. Đây là cái gì? Tôi nghĩ đây là lông của một con Lulu đỏ. Theo dấu chân, có vẻ như cừu con và Lulu đã đi hướng kia. Nếu như chúng ta tìm được Lulu, chúng ta sẽ tìm thấy cừu con. Đây là Babylon. Babylon, chúng tôi cần bánh quy cho thú cưng của bạn. Càng nhiều càng tốt. Có ngay. Watson nhỏ, hãy mang chuyện bánh quy này tới chỗ cảnh sát trưởng nhé. Tân. Chúng ta sẽ tìm thấy Lulu bằng chỗ bánh quy này. Anh nghĩ rằng cách này sẽ dùng được ư? Cách này hơi bị tốt quá rồi. Đi ra nào, tránh ra. Tránh xa ta ra. Cậu đừng chạy nữa mà, tớ không đuổi được theo nổi đâu. Mình đang ở đâu thế này nhỉ? Làm tốt lắm. Cậu đang ở đâu rồi? Đi ra đi mà. Bắt được rồi. Hey, 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 hey.
chúng ta hết sạch bánh quy rồi. Một con lưu lùi nữa kìa. Lông đỏ, dấu chân cũng đúng. Đúng rồi, chúng ta vẫn đi theo nó. Lulu của mình đâu ấy nhỉ? Em đây rồi. Hả? Cảnh sát! Cảnh sát trưởng Labrador. Cháu an toàn rồi. Đứng lại, anh không chạy thoát đâu. Vậy à? Tôi đi trước đây, gặp lại anh sau nhá. Xem đây. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thú cưng có thể trông rất dễ thương, nhưng các bạn cần phải đề phòng kẻ xấu lợi dụng thú cưng để lừa các bạn. Nếu có người lạ nhờ các bạn chăm sóc hay về nhà họ nhìn ngắm thú cưng, các bạn không được nhận lời hoặc đi theo họ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không nên đi học về một mình. Em vào trong đi nào. Chúng ta đã làm được. Cùng đi ăn kem thôi nào. Nhìn kia, có xe kem đấy. Của anh đây. Cảm ơn. Đi thôi. Được. Trâu nhỏ và thỏ con đâu rồi? Em nhìn thấy hai bạn ấy đi ra ngoài ban nãy rồi ạ. Cái gì cơ? Tạm biệt. Xe kem, xe kem chờ đã. Hai đứa nhỏ ra khỏi trường trong giờ học ư? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi. Trâu nhỏ và thỏ con đã tự ý rời khỏi trường học rồi. Gì cơ? Chúng tôi sẽ tới ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, bọn trẻ có thể gặp nguy hiểm khi ở ngoài một mình. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng lo, chúng tôi sẽ đi tìm ngay. Các bạn nhỏ, các bạn có thể cho chú biết hai bạn ấy đi đâu không? Hướng đó. Đi nào. Nhìn kia, xe kem dừng lại rồi. Đi nào. Nhìn đèn hiệu giao thông chứ. Cháu xin lỗi. Chúng ta tới nơi rồi. Này anh kia, anh có nhìn thấy đèn giao thông không hả? Chú ơi, cho bọn cháu hai cái kem ạ. Của cháu là 10 đồng nhé. Các cháu cần phải có tiền mới mua được kem. Đây. Hai que kem nhá. Đây. Này các cháu, hai cái kem này tặng cho hai cháu. Wow, cháu cảm ơn chú ạ. Đi nào, giờ chúng ta đi chơi thôi. Vâng ạ. Xin lỗi, anh có nhìn thấy hai đứa trẻ này không? Không, tôi không thấy. Anh ơi, có nhìn thấy hai đứa trẻ này không? Tôi nhìn thấy hai đứa nó đi với cáo rồi. Ôi không, lũ trẻ có thể gặp nguy hiểm, chúng ta cần phải nhanh lên. Cảnh sát bắt đầu đã đi theo mình rồi, mình cần phải tìm chỗ giấu lũ trẻ đi mới được. Đây rồi.
Các cháu ơi, giờ chúng ta chơi ở đây nha. Nhưng chú ơi, bọn cháu không muốn chơi ở đây đâu. Cháu muốn về nhà cô. Về nhà ư? Các cháu không về được đâu. Anh ơi, anh cho tôi hỏi chút. Anh có thấy một anh cáo với hai đứa trẻ ở gần đây không? Hai đứa trẻ à? Chúng đi hướng này. Hả? Nhưng là đường cụt mà. Không, đi hướng này chứ. Có vẻ như anh ta đang muốn che giấu điều gì đó. Chúng ta cần phải kiểm tra chiếc thùng rác đó. Tránh ra nào. Là thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador. Trời ơi, Robin, hắn chạy kìa. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tự ý rời khỏi trường học là một việc làm rất nguy hiểm. Không có sự hướng dẫn của người lớn, các bạn có thể gặp tai nạn trên đường đi, bị lạc hoặc bị lừa bởi người xấu. Vì vậy, không được tự ý rời khỏi trường học nhé.